Thông tin tiếp theo sẽ là một vụ cháy rừng xảy ra tại Tây Ban Nha và như là một hồi chuông cảnh báo để chúng ta biết rằng dường như khí hậu và trái đất đang có sự thay đổi rất nhiều trong quỹ đạo của mình để càng trân trọng hơn phút giây hiện tại bởi vì sự sống là thực sự vô thường. Tại Tây Ban Nha, một vụ cháy rừng đầu tiên trong năm nay đã lan rộng tại khu vực Valencia ở miền đông nước này, phá hủy hơn 3.000 hecta rừng, buộc 17.000 người dân phải rời bỏ nhà cửa và sơ tán. Theo Reuters, hơn 500 lính cứu hỏa cùng 18 máy bay chữa cháy được điều động để kiểm soát đám cháy ở làng Villanueva de Vinver thuộc Valencia. Chúng tôi chỉ có quần áo trên người, không có bàn chải đánh răng hay quần áo để thay hay những thứ thiết yếu hàng ngày. Chúng tôi đã xuống thị trấn ở Sigobe để mua đồ và như anh biết đấy, để tới được đó chẳng khác nào một cuộc phiêu lưu cả. Theo Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez, những đám cháy rừng đặc biệt diễn ra vào đầu năm như thế này, một lần nữa là bằng chứng về tình trạng khẩn cấp về khí hậu mà nhân loại đang trải qua. Các nhà khoa học châu Âu cho biết, mùa đông năm 2022-2023 tại Bắc Bán Cầu là mùa nóng kỷ lục thứ hai cùng với tình trạng khô hạn bất thường. Theo Hệ thống Thông tin Cháy rừng châu Âu, 2022 là năm cháy rừng nghiêm trọng nhất tại Tây Ban Nha, với 493 vụ cháy, thiêu hủy 307.000 hecta đất. Số vụ cháy rừng trong năm 2023 được dự báo sẽ tiếp tục ở mức cao.